Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bảng. Cường Cô Bê cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động bảo kê, lấn chiếm đất đai, gây ra nhiều vụ án làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại Phú Quốc. Được biết, Cường là một giang hồ có thành tích khá bất hảo khi đã dính hai tiền án. Trong những năm gần đây, Cường cùng đàn em của mình ra Phú Quốc để tiếp tục thực hiện các hành vi phạm tội của mình. Để biết thông tin chi tiết về nhân vật này, xin mời quý vị đón xem hồ sơ Cường Cô Bê chùm giang hồ khét tiếng Phú Quốc. Tên thật là Lê Hoàng Cường, sinh năm 1984, quê quán tỉnh Bạc Liêu, chỗ ở hiện tại ấp suối lớn xã Dương Tờ, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang. Cường cô Bê có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất cấm, một tiền sự kinh doanh không phép. Cường Cô Bê cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động bảo kê, lấn chiếm đất đai, gây ra nhiều vụ án hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Phú Quốc. Theo tài liệu chuyên án, do mâu thuẫn tranh chấp khu đất trên đường xuống bãi Khen, thuộc xã An Thới, thành phố Phú Quốc giữa băng nhóm Cường Cô Bê với băng nhóm của Nguyễn Văn Thái tức Thái Bớt sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú khu phố 8, phường An Thới, thành phố Phú Quốc. Sáng ngày 7 tháng 4 năm 2022, Thái Bớt và Võ Văn Chớt, em ruột của Võ Văn Lương tức Lượng Cà Mau, cầm đầu băng nhóm Hai Lượng đã bị khởi tố bắt tạm giam trong vụ án bắn nhau tranh giành đất vào trưa ngày 27 tháng 10 năm 2022 tại khu đất thuộc tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc và khoảng 20 đối tượng đã kéo đến khu đất trên để ngăn cản đuổi đánh công nhân do Cường Cô Bê thuê đang xây dựng nhà tạm tại đây. Khi biết chuyện này, Cường Cô Bê đã chỉ đạo Lê Hoàng Kha tập hợp 17 đối tượng thuê xe ô tô 16 chỗ mang theo giao dựa theo cường cô bê đến khu đất tranh chấp để giải quyết mâu thuẫn với nhóm Thái Bớt. Đến khu đất tranh chấp, nhóm cường cô bê không gặp nhóm Thái Bớt nên đã về nhà cường cô bê ăn trưa. Khoảng 14 giờ cùng ngày, phát hiện nhóm Thái Bớt quay lại khu vực tranh chấp. Cường cô bê chỉ đạo Lê Hoàng Kha, Ngô Quốc Giang, tức Giang Thẹo, dẫn theo 17 đối tượng đi 3 xe ô tô đến gặp nhóm Thái Bớt để giải quyết mâu thuẫn. Kha và Giang Thẹo đi một xe ô tô. Khi đi Giang Thẹo có cầm theo hàng nóng. Trương Văn Nhàn, Nguyễn Hoàng Minh Vũ, Lâm Trọng Nghĩa, Nguyễn Trường Khang, Ngô Công Hải Đăng đi xe ô tô Fortuner. Khi đi Nhàn có cầm theo túi sách màu đen, bên trong có 6 viên đạn. Những đối tượng còn lại đi xe 16 chỗ cầm theo dao tự chế. Nhóm Cường Cô Bê đến nơi thì bị nhóm Thai Bus tấn công. Giang Thẹo cầm hàng nóng bắn về phía nhóm Thai Bus Chúng cửa xe ô tô của Thái, rồi cả nhóm bỏ chạy để lại xe ô tô Fortuner. Nhóm của Thái Bus truy đuổi, đập phá xe 16 chỗ của nhóm Cường Cô B. Đến khi có tiếng hổ, có công an đến, thì nhóm Thái Bus lên xe bỏ đi. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều hung khí như búa, gậy bóng chày bằng kim loại, dao, giáo, đạn quần dụng vân vân và nhiều vật chứng khác. Điều tra, truy xét củng cố hồ sơ, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 29 đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, đồng thời tiếp tục chỉ đạo củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi giết người, mở rộng điều tra vụ án. Trương Văn Nhàn bị cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong 29 đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang khởi tố có Thái Bớt, Thái Bớt đã bị khởi tố, bắt giam trong vụ bắn nhau tranh giành đất với nhóm của Võ Văn Lương, tức Lượng Cà Mau, cầm đầu băng nhóm Hài Lượng vào trưa ngày 27 tháng 10 năm 2022 tại khu đất thuộc tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc. Không chỉ dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, Cường Cô Bê còn chỉ đạo đàn em phá hủy tài sản của người khác chỉ vì không tìm được tiếng nói chung. Cường Cô Bê thuê máy xúc của anh Lại Đình Thi, sinh năm 1970, trú tại xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, thi công sàn lấp mặt bằng công trình xây dựng cho Cường. Trong quá trình thi công, Cường Cô Bê không ứng tiền dầu cho Thi, nên ngày 18 tháng 12 năm 2022, Cường Cô Bê và Thi xảy ra mâu thuẫn, thách thức nhau qua điện thoại. Ngay sau đó, Cường Cô Bê gọi điện cho em ruột là Lê Hoàng Hiếu đến đốt xe quốc của anh Thi đang thi công trong phần đất tại ấp suối lớn xã Dương Tờ, Hiếu đi mua 400.000 đồng tiền xăng về tưới lên xe quốc châm lửa đốt cháy, gây thiệt hại 290 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cường Cô B và Lê Hoàng Hiếu về hành vi hủy hoại tài sản. Nghiêm trọng hơn, Cường Cô B còn ngang nhiên bắn thị uy, uy hiếp, đe dọa người khác. Xuất phát từ việc Cường Cô Bê cho rằng bảo vệ của một dự án tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc ngăn cản, không cho máy xúc của Cường vào khu này để lấy cát trái phép. Tối ngày 9 tháng 12 năm 2022, Cường Cô Bê đã đến chốt bảo vệ để đánh dần mặt bảo vệ. Do không tìm thấy người bảo vệ trực tiếp ngăn máy xúc của Cường, nên Cường đã đe dọa vợ của bảo vệ. Sau đó, Cường ba lần sử dụng hàng nóng bắn 7 viên đạn tại khu vực dự án. Được biết, đối thủ của Cường Cô Bê trước đó đã dính vào một vụ việc khiến hai người tử vong và bốn người khác bị thương. Cụ thể, Khúc Văn Đoài, sinh năm 1983, có mua khoảng 7 công đất của một người dân ở khu vực Tổ 2, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương. Dưới tay đoài có nhiều đàn em thường xuyên túc trực ở nhà. Thời gian gần đây, đoài phân lô bán một số còn lại một phần để cho đàn em xây dựng nhà ở. Trong lúc đang thi công, một phụ nữ quen biết với lượng đã có tranh chấp thử đất này với người chủ cũ đến đòi lại đất. Tuy nhiên đoài cho rằng đất được mua hợp lệ vì vậy, người phụ nữ này đã tìm đến Võ Văn Lường, tức Hai Lượng, sinh năm 1987, quê Cà Mau, chỗ ở hiện nay khu phố 10, phường Đông Dương, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang, nhờ can thiệp. Người dân Phú Quốc không lạ gì Lượng. Tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng y thường xuyên vào tù ra khám. Lượng mới ra tù được vài tháng về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Khi đến Phú Quốc, y tập hợp những thành phần bất hảo để bảo kê quán nhậu, quán karaoke và bảo kê tranh chấp đất. Sáng ngày 27 tháng 10, Nhận được thông tin, giải quyết mâu thuẫn của người phụ nữ với đoài bất thành, hai lượng huy động các đối tượng được xem là đàn em thân thích, gồm Bùi Minh Trung, sinh năm 1976, tức Trung Cà Mau, Nguyễn Quốc Vinh, sinh năm 1982, Nguyễn Văn Thái, tức Thái Bớt, sinh năm 1988, Bùi Đức Ngọc, sinh năm 1992, cùng 50 đối tượng mang hàng nóng rào kiếm đến chỗ đoài. Cả bọn đến nhà đoài trên 8 chiếc xe ô tô và ô tô bán tải biết trước hai lượng sẽ tấn công, đoài huy động lực lượng chờ sẵn ở nhà, nhưng nhóm của hai lượng đông hơn và nhiều hàng nóng. Khi xe vừa đến cổng giao của đoài, hàng chục đối tượng xông vào, kẻ cầm dao, kẻ cầm hàng nóng chém bắn loạn xạ. Tay em thân tín của đoài tìm đường chạy thoát. Một số đối tượng sử dụng hàng nóng rượt đuổi, bắn vào nhóm người của đoài, làm hai người chết, gồm Phan Trọng Hải sinh năm 1998, Nguyễn Anh Thư sinh năm 1996. Bốn người bị thương gồm Lê Hữu Nghĩa sinh năm 1996, Huỳnh Văn Linh sinh năm 1993, Lý Quốc Tiến sinh năm 1987, Dương Việt Hòa sinh năm 1986 gây án xong, các đối tượng lên xe bỏ trốn trước sự kinh hoàng của người dân địa phương. Nhận được tin báo, ban giám đốc công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an huyện truy bắt đối tượng có liên quan. Lực lượng công an cũng phối hợp với lực lượng biên phòng chốt chặn các đường mòn, bến cảng không để các đối tượng có liên quan bỏ trốn, sau 12 giờ khẩn trương xác minh điều tra, lực lượng công an bắt 29 đối tượng. Đến ngày 30 tháng 10, công an tỉnh Kiên Giang bắt tiếp 7 đối tượng để điều tra các hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng. Qua khám xét chỗ ở các đối tượng liên quan, trinh sát thu giữ hai khẩu, 19 viên đạn, một con dấu giả, vân vân. Từ lâu, Phú Quốc được xem là hòn đảo hiền hòa, người dân huyện đảo ngủ không đóng cửa vì không có trộm cướp. Gần đây, có khoảng 300 dự án, trong đó có 47 dự án đang hoạt động. Người dân ở khắp nơi trong cả nước về đây tập trung mua đất, sinh sống và phát triển kinh tế gia đình. Lợi dụng sự phát triển kinh tế này, nhiều nhóm người, trong đó có cả các thành phần bất hảo, đã đến đây bảo kê, tranh giành đất đai, gây mất an ninh trật tự. Thời gian qua, công an đã tập trung đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn thành phố Phú Quốc như băng nhóm Hai Lượng do Lượng Cà Mau cầm đầu, nhóm Thái Bớt do Nguyễn Văn Thái cầm đầu nhóm cọt bãi bột do văn thế sự cầm đầu, nhóm giang hồ nông trường do vũ công cầm đầu, vân vân. đến nay hầu hết các băng nhóm đối tượng cộm cán hoạt động trên địa bàn thành phố phú quốc lần lượt bị khởi tố, bắt giữ, triệt xóa hoặc tạm ngừng hoạt động, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. việc đấu tranh, bắt giữ, xử lý đối tượng cầm đầu trong băng nhóm tội phạm và công tác điều tra truy xét các vụ án xảy ra trên địa bàn thành phố Phú Quốc thời gian qua được cấp ủy, chính quyền, người dân địa phương, du khách đánh giá cao, đồng thuận ủng hộ tích cực. Trên đây là hồ sơ giang hồ cường cô bề, trùm bảo kê, tranh chấp đất tại Phú Quốc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share ủng hộ OV Đại bàng Xin chào và hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo.